Em dặn lòng sẽ mãi yêu thương anh, tin tưởng anh. Nhưng tình yêu của tụi mình cứ mãi lén lút, cứ ngày một xa cách nhau hơn. Rất có thể một ngày nào đó em sẽ ngã lòng trước sự ân cần quan tâm của người khác. Hình bóng của em trong lòng anh sẽ phai nhạt dần và sẽ được thay thế bởi một người con gái khác. Người con gái ăn kem cùng anh chẳng hạn. Không phải Thanh Vân à, em nhìn thấy anh đi cùng với người con gái đó, em suy nghĩ lung tung mà. Thanh Vân à, đáng lẽ em phải hiểu anh hơn ai hết. Em với Đăng Duy đi bên nhau, cười nói với nhau, đâu có phải là yêu nhau đâu. Anh cũng vậy thôi. Cô gái ấy là con gái của đối tác, đưa cô ấy đi chơi đâu có nghĩa là giữa anh và cô ấy có tình yêu đâu. Nhưng chị ấy nói với em, hai người đang bàn chuyện cưới hỏi. Em nghe lời người khác làm cái gì? Nghe anh thôi, có được không? Thanh Vân à, chúng ta hãy coi đây là thử thách sau cùng. Một đám cưới đẹp với cổ tích sẽ chờ chúng ta bên bờ biển. Còn nếu chúng ta không bước qua được thử thách lần này, thì về lâu dài cuộc sống của mình sao có thể hạnh phúc được.